Xin kính chào chú anh chị ha. Hôm nay đi về miền Tây quý vị nha, thấy cảnh tắm sông buổi chiều nè. Tắm sông buổi chiều ha, cảnh này bây giờ là khó kiếm lắm á. Mình xem nè. Quê hương tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà ha. Trời mưa đó. Đó anh bé nhỏ tắm sông ha. Trời xuống rửa chén, còn bé nhỏ thì tắm sông. Nó gọi xà bông rồi đó vậy. Có bé gái cũng xuống tắm rồi nè. Rồi đã quá trời. Rồi nhảy xuống tắm bơi rồi nè. Nhỏ với anh của mình. Tắm sông ha. Rồi. Trời mưa đó, mưa lớn rồi. Và cái người mẹ ha vẫn rửa chén xong. Hai anh em thì dập nước. Trong kia có cây dừa nữa, wow, cảnh dễ thương quá. Ở cảnh này rất là dễ thương đó vị, tưởng đâu là ở miền Tây hết rồi. Hay về ở trong những cái thôn quê ha thì cũng còn vài chỗ đó, vào buổi chiều ta tắm sông mát mẻ ha. Ở ngoài cảnh đó ta thì khung cảnh xung quanh đây nữa vị, rất là hữu tình. Có cái vó này nọ đó người thấy không? Cái vó để mà bắt cá rất là dễ thương. Là bên kia trên là những cái hàng dừa ha, quá đẹp. Cảm ơn các chú anh chị nha.